bà xôm gồm nâng chấm riệp xua đó bụng mại bằng phồn tiếng ơ bà chỉ tôi xin cái chân bà chia pi xé bà lợ ôm lục cù nè mí nơi quan miên là chấm nưa lơ à bây chấm nưa phần này bà ẩm bơ pri áp thâm mục ấy chỉ đào mà bà xem rap ngày đi đài khi mà chơi ra mà có bàn mọc bà tôi xin là nơi phù muối hào thập húm bờ đà bà nơi không khai bắt đồng bóng bà nơi sọc đào bà tiên lại ní hào tha phùm ô tạc là bà bà tam bà vọt này nè ruột nơ khăn ông đồng bọn ní bà nơ đám chơ đà nơi chom bì mục ở lục lục sợi nên cả nhà ní cứ chỉ đà mùi bà phết đà xò bì dù diên nà mục hai bà bà ở lúc lúc này nên cái nhá ai bình đợt mơ bà miền cột cạ nơi chọn nâng tí nó so bên chợ khánh thá cứ chia cần lại đài bị đà máu miền đám chờ đỏ thông phòng đài bà hơi xem rạp bên này đấy có đám chờ từ đừng loạt thầm ấy nấy có miền ở dụ bà cả nó có tràn cho nam đài hai lơ bên này thời tiết bà có miền ở bên chấm nưa khá bà nè tam nè phum cha cha mà chỉ biết xét mình còn bà này dễ tỏ nghe thả đam chờ thằng mục này bà nè về giúp năng miền phường bà miền phường ho trên chỗ đà bà bây giờ chuẩn mai dương rồi cha cha bà này dễ thả cứ chụp lượng bìa bà bên tai sát thành hiệp giang na nút dương nhom bà nhom bà đừng nòm ở lục lục sợi nên cái nhá bà từ tuần nào nơi về và rời trại phòng đài nâng chấp vô group hiệp bật bật quạt táo về miền sập hiệp giang nà và chính dương nâng và châu tự ở kia nơi đam chờ ní và chỉ vẫn tỏ điện và xôm cộng chế tơ từng ở khnía và xôm tuần nào mà nó hòa thôi bà tam mình prap bà cứ cái mùi này hái cứ chiếc ai đã nở percham nở tin này tại mà bà từng dục từng ngày bà cứ cả là phụ kia ban một lần cái này tại được hơn cái ai mùi nâng nở tin nâng tại mà đòn bà rồi cứ ai như vậy bàn tha cứ chia bà pro lưng mẹ thai ra xa nở đam chơi này tại mà đòn mà được cho nên dừng chỗ từ ở kia đầm bay tôi sẽ làm ở thảm điện là đang chả về mình cả đi hát đào mấy cái sọt này riêng bài tên nó thì
ສໍາລັບປີນີ້ໄດ້ບາດຍົກບານສົມນະນໍາດອກບົກໝາຍບ່ອນໆທັງອ້ອມບາດຈະຊີບບາດໃນຕີຈົ່ງພວກຫມົກບາດໄຄຕັ້ງປີນີ້ຄືມີດຳເຊີມួយໄດ້ເກມຊື່ເຈຍທາມີນບາດພ្លើງຄໍໃນເປຍຍົກບາດໄດ້ໝາຍບໍລານຈັ່ງຕາຍປົນຖ້າຄືຊິພ្លើງປຽບາດຕໍ່ດຳເຊີນີ້ມີພ្លើງ នៅពេលយប់ពិតឬមិនពិតនោះបាទក៏សូមបាទមកជួបបងប្អូនដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងភូមិនេះជាអ្នករៀបរាប់បាទអូបាទសាអូនសួស្តីអឺនៅក្នុងភូមិនេះឮថានៅដើមឈើមួយនេះបាទនៅពេលយប់បាទមានភ្លើងហោះតាមមែនទេបាទអូសាហើយហើយអូន ចឹងតើអ្នករស់នៅជិតភូមិជិតនេះគេបានយាយថាមានភ្លើងហោះមែនទេបាទនៅពេលយប់ហ៎បាទហើយបងខ្លាចទេឮយ៉ាងខ្លាចហ៎ខ្លាចទេហើយចង់ឃើញភ្លើងនៅពេលយប់ទេចុះគេគាត់ជាប្រចាំអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលយប់បងអាចមកជាមួយអ៊ំថតម្ដងទៀតបានទេ បាទណាអញ្ចឹងយើងសន្យាជាមួយនឹងទស្សនិកជនយើងថានឹងមកមើលនៅពេលយប់ស្អាតទៀតណាអូខេចា៎ហើយកន្លែងនេះគេហៅភូមិអីដែរអូនហៅភូមិតាខ្លាភូមិតាខ្លាណាអូភូមិតាខ្លានៅភូមិនៅស្រុកអីគេ ស្ដៅមែនទេមកពីស្ដៅប្រហែលម៉ាយគីឡូហើយបាទហើយយើងតាមពិនិត្យមើលសភាពនៃដើមឈើនេះបាទមានសភាពធំបាទហើយមានគល់ក្រាក់នៅទីនោះទៀតបាទសូមបញ្ជាក់ថាគឺច្រើនចំនួនណាស់មកហើយបាទដើមឈើនេះមានទំហំ2-3ជុំ2-3អោបអីនោះបាទសិនជាយើង ចាប់ដៃគ្នាបាទពីបីនាក់ទៅបាទបាទដើមឈើនេះជុំបានបាទអញ្ចឹងអរលោកលោកស្រីនេះកញ្ញាបាទយើងសន្យានឹងជួបគ្នានៅពេលរាត្រីទៀតហើយនឹងតាមដាននៅសភាពបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះនឹងឃើញនៅពេលរាត្រីហើយបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទពេលនេះបាទបាយបាយ